Thấy người dân mượn đường phơi lúa nhưng không chịu gom, chàng trai có hành động nhận triệu tim. Mới đây trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn video ghi lại hình ảnh một chàng thanh niên đang chạy thóc, mặc dù không biết đó là thóc của nhà ai. Cụ thể vì phần đường trước nhà của thanh niên rộng rãi lại ít xe cộ qua lại, thế nên một nhà dân nào đó đã chở lúa tới, trải dài cả một đoạn đường để tranh thủ phơi cho khô. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói cho đến khi trời đang nắng bỗng nhiên đổ mưa. Vì mãi vẫn chưa thấy người chủ quay lại thu gom, thế nên chàng trai liền xắn tay áo lên, chạy ra dùng chổi quét dọn, đong từng bao lúa, thậm chí còn cẩn thận đem vào nhà cất giúp người dân. Hành động tử tế của thanh niên đã nhanh chóng nhận triệu lời khen từ dân mạng. Bên cạnh đó cũng có không ít người háo hức chờ đợi xem biểu cảm của người chủ khi chạy ra tìm lúa mà không thấy sẽ như thế nào. Một số bình luận được để lại bên dưới, nghĩ tới cảnh lúc người ta quay lại thấy mất mấy bao lúa rồi đi tìm, chắc cười xỉu luôn quá. Thế này mà chủ ra không rủ đi làm vài cốc sinh tố lúa mạch thì hơi phí. Đúng rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.